chua răng me. Nên là con này là con sốt cháy bơ, tôm càng xanh cháy bơ. Có con ghé ăn đi con ạ. Cái bắp chả này có. Hả? Nó cần tết. À thôi, giật quá. Thôi thôi, thôi. Chào cô chú. Bắp bắp bắp. Hôm nay mình đã túi ở đây. Chính cái đồ gì đấy. Nhà này rất là đông người, nhưng mà mình gọi đồ là mình xuống, mình gọi trực tiếp, mình gọi đồ tươi sống đó, họ sẽ nấu cho mình luôn. Mà mình thấy ở cửa hàng này rất là nhanh nhá. Mình mới gọi mà đã ra, rất là nhanh, rất là món nhanh. Đây có bốn người mà. Ờ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục tới. Con ăn đi. Ăn này này, đấy là con này mà ăn này, con này. Con này ăn, con này. Chứ bát luôn đi. Thằng bố có. Ừ. Rất đơn giản. Con còn bóc cái này ra chứ. Bóc cái để ra này. Quê. Cái đầu ra ừ. Bóc cái đầu. Ô. Thế bảo thế nào ngon không? Không biết. Không biết thằng ngon hay không không biết. Ôi trời ơi, anh đặt đồ rất là ngon rồi đúng không? Ngon không? Chơi rồi còn một món. Nhưng mà còn một đĩa thu hài là một cân. Đĩa này là một cân thu hài. Thu hài nướng có hành. Đâu cũng được. Con tôm, con xanh, con cá bột, ốc hương, còn một con cua, sáu lạng. Cái cơ bố của anh là gì vậy? Ừ, ăn cơm nhá, ăn cơm với gia đình mình nhá. Thôi đi cả ngày, đồ ốc, cứ rượi ra. Là cua hành được mỡ hành. Mọi người nhá. Cái gì đó, bỏ tập trung như thế nào. Cô đã. Cô đã khá giam đùa. Ông Hương, ông Hương. Cháu bảo là ông Hương là nằm ăn nhiều thức nhất ạ. Cả bánh mì này mô cho cơn, thì phải có cơm phẩm. Đâu, thì phải mì chè bánh kem. Cháu thích ăn ốc Hương, thích ăn ốc. Vào đây để đòi gọi ốc. Tươi ngon. Này mình mua, mình ăn con nào mình cũng mình chọn lắm. Mình cũng mình gọi tươi sống luôn. Hơi tà mô bằng. Tà ba rồi. Ông thích rồi. Đã gặp trả là anh là phần tăng rồi. Tay đấy không? Thì mình lấy đây bẻ cho. Cua là cua gạch này, con cua cái gạch rất là nhiều. Cua gạch trồng sốt me, cua răng me. Mọi người nhìn này gạch này. Đây. Cái gì là bẻ? Giấy ăn. Đây. Giấy ăn.
ngon không? Đặc ngon không? Đây. Đó chứ. Không có bột hari ăn nó. Hải sản ngon nhưng mà ghét mỗi là ăn không tay chân nó bẩn lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
얼굴 얼굴 택시 해야 돼. 거기로 걸어가야 되네. 여기서 들어가게. Thịt nó dai, nó giòn, ngon, tươi xanh. Như gói không? Hôm nay cả ngày đi bán lá hiên, đi bầu vàng, đi chờ cúng nữa. Ê, ê, ê. Lấy dính vào đây coi. Ngon không? Cái sô ăn ốc quả nhờ. Wow, nó cũng chung mạnh quá nhỉ. Hôm nay là nạp bao bụi đi mang xin ăn thêm như tay. Mặc dù